Quý vị nói mình vì hiếu thảo nên không cắt tóc, xong từ sáng đến tối cứ làm điều sằng bậy, thậm chí cướp bóc hoặc làm chuyện bất lương. Thế thì rốt cuộc quý vị sẽ đi về đâu? Rủi ro bị bắn chết một cách oan uổng thì mới thật là bất hiếu. Nếu cứ cướp giật phạm pháp, hoặc là bắn cảnh sát, hoặc là bị cảnh sát bắn chết, thì như thế có phải là chẳng dám hủy hoại, ấy là khởi đầu của đạo hiếu hay không? Cho nên tôi hy vọng ở quốc gia này ai nấy đều vào khuôn phép, tuân theo pháp luật, sửa đổi những thói quen không tốt và chớ nên sanh tâm oán hận. Chúng ta phải thận trọng gìn giữ thân tâm, ở bất cứ nơi nào cũng đều làm những việc hữu ích cho nhân loại, đất nước, thế giới, chứ không nên mang lại tai hại thảm họa. Đây là điều mong mỏi của tôi. Nếu mọi người đều không muốn làm việc khó nhọc, cũng chẳng thích làm việc sản xuất, thì tương lai đất nước chắc chắn sẽ không được tốt đẹp. Cho nên chúng ta những người hiện đang học Phật Pháp đều nên tích cực đóng góp công sức để giúp thế giới, giúp nhân loại. Hãy tự nêu gương sáng, làm người gương mẫu, để ảnh hưởng xã hội, cảm hóa nhân tâm, khiến mọi người đều trở nên hiền hòa, thánh thiện. Đó chính là trách nhiệm của Phật giáo đồ chúng ta vậy. Nước Mỹ giờ này vốn có nhiều chế độ rất tốt, đặc biệt là về phương diện giáo dục. Ngành giáo dục ở Mỹ hiện rất phổ cập và đang trên đà phát triển mạnh mẽ hơn hẳn các quốc gia khác, nên có thể làm gương cho toàn thế giới. Duy có một điều là nếu mọi người còn biết hiếu thảo với cha mẹ nữa thì quốc gia này chắc chắn càng tốt đẹp hơn nhiều. Có câu, bậc quân tử vun trồng nơi gốc, gốc vững thì đạo nảy sanh, hiếu và đễ, ấy là gốc làm người chăng? Quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh, hiếu đễ giả giả giả, kỳ vi nhân chi bổn dư. Người quân tử phải tìm cho được chỗ gốc, nếu gốc được bồi đắp vững vàng thì đạo sẽ nảy sanh. Vậy cái gốc ấy là gì? Đó là hiếu và đễ, hiếu thuận với cha mẹ, kính mến bậc huynh trưởng. Đối với anh chị thì phải giữ hòa khí, không gây gổ, không ẩu đả nhau, đó gọi là đễ. Hai chữ hiếu, đễ này là căn bản, là gốc của con người. Nếu mọi người đều tìm được gốc, ai nấy đều biết hiếu thuận cha mẹ, kính trên nhường dưới thì thế giới sẽ vô cùng tốt đẹp. Nếu quý vị có lòng hiếu thảo thì quý vị sẽ không làm chuyện phi pháp, không để cho cha mẹ phải phiền lòng. Mà nếu biết tôn trọng tuân thủ luật pháp quốc gia thì quý vị sẽ là những công dân lương thiện, gương mẫu. Nếu toàn thể dân chúng trong nước đều trở thành những công dân tốt của quốc gia thì cũng có thể nói rằng đó là những công dân tốt của toàn thế giới. Như vậy có nghĩa là quý vị đang dẫn dắt tất cả nhân loại trên toàn thế giới hướng về con đường tươi sáng, tốt đẹp. Cho nên trước tiên mọi người cần phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Nếu con cái không hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ thì cha mẹ sanh con ra để làm gì? Cha mẹ sinh con ra khó nhọc nuôi con khôn lớn nên người, nhưng đến khi được 18 tuổi thì con cái lại tung cánh bay xa, rời khỏi mái ấm gia đình, chẳng đoái hoài đến cha mẹ. Rồi đến khi cha mẹ già yếu thì phải lủi thủi vào sống trong viện dưỡng lão. Ở đó tuy nói là có chính phủ bảo trợ, song chẳng có chút thâm tình ruột thịt, phải sống lẻ loi trơ trọi, côi cút hầm hiu như không người thân thích. Nếu may mắn có được con cái hiếu thảo, hết lòng chăm sóc phụng dưỡng thì bậc làm cha làm mẹ cũng thấy an ủi lúc tuổi già bóng xế. Bằng trái lại thì chỉ nuôi con cho khôn lớn để rồi chúng lại tản mát bay đi như bầy chim sẻ khi đã đủ lông đủ cánh mà cũng chẳng biết chúng bay về nơi đâu. Sách có câu, dê con quỳ bú, quạ con mớm mồi nuôi mẹ, dương cao quỷ nhũ, ô nhà phản bô. Quạ con khi khôn lớn thì biết đi kiếm mồi, mang về nuôi quạ mẹ, mãi cho đến khi nào quạ mẹ bình phục có thể bay lượn trở lại được mới thôi. Cho nên người Trung Hoa gọi quạ là loài chim hiếu, hiếu điều. Dê con lúc bú giữa mẹ thì hai chân trước đều quỳ xuống. Cho nên con người nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì chẳng bằng loài quạ và dê. Nói như thế không phải là trách móc bất cứ người nào, mà chỉ để nêu lên một đạo lý mà ai ai cũng cần phải biết. Hơn nữa, người biết hiếu thảo với cha mẹ thì thường được gặp những sự cảm ứng, ứng linh thường, mầu nhiệm. Cảm ứng như thế nào ư? Ở Trung Hoa có lưu truyền câu chuyện Quách Cự chôn con. Vì sao Quách Cự phải chôn con? Quách Cự vốn là người nghèo khổ, hai vợ chồng có được một mụn con, lại còn mẹ già cần phụng dưỡng. Mẹ ông vì tuổi già răng rụng hết nên không ăn cơm được, thường ngày chỉ uống sữa của người con dâu, vợ của Quách Cự.
Thế nhưng sau khi sinh thêm đứa con thì người con dâu không thể nào có đủ sữa cho cả bà lẫn cháu được, cho nên bà phải chịu đói mà cháu cũng chẳng được no. Quách Cự nghĩ tới nghĩ lui không biết nên giải quyết như thế nào mới phải. Nếu để dành sữa cho mẹ già thì con thơ sẽ chết vì khát sữa, nhưng nếu chỉ dành sữa cho con thì mẹ già đành phải chịu đói. Vốn là một người con chí hiếu không ai bằng, Quách Cự bàn với vợ: vợ chồng ta hãy còn trẻ, sau này vẫn có thể có thêm con được. Bây giờ chúng ta bỏ đứa con này để lo phụng dưỡng mẹ già trước. Mẹ này tuổi hạc đã cao, chẳng còn ở với chúng ta được bao lâu nữa. Chúng ta cần phải săn sóc hầu hạ mẹ cho chu đáo. Vợ Quách Cự mặc dù không đành đoạn bỏ con, nhưng vì hiếu đạo nên phải dằn lòng, cố nén đau thương nói rằng: vâng, mình nói cũng phải. Thế là sau khi bàn bạc, hai vợ chồng Quách Cự liền chuẩn bị mang con đến một nơi hoang vắng xa thành phố để chôn. Cả hai vợ chồng vốn cưng chiều nâng niu đứa bé như một báu vật, nhưng nay lại phải đành lòng đem con đi chôn sống. Thế nhưng khi họ đào hố thì lạ thay, đào lên toàn là vàng với bạc, và trên những thoi vàng thoi bạc ấy đều có dòng chữ: trời ban cho hiếu tử Quách Cự. Quách Cự vì nghèo khổ nên bất đắc dĩ phải đem con đi chôn. Bây giờ vàng thoi bạc nén đầy rẫy, cho nên không cần phải chôn con nữa. Đây là một công án mà ở Trung Hoa ai cũng biết cả. Ở Trung Hoa có rất nhiều người tuy không phải là tham lam, muốn được phát tài, song do biết đạo hiếu rất quan trọng, nên hầu như ai ai cũng hết lòng hiếu thảo. Năm, dịch giả chuyển dịch. Chuyển dịch sử giả, yếu tố thứ 5 là dịch nhân chuyển dịch giả, tức là giới thiệu người có công phiên dịch bộ kinh. Về dịch giả của kinh Địa Tạng thì có sách chép là do Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng phiên dịch. Pháp Sư Pháp Đăng vốn là người Trung Hoa khoảng đời nhà Hậu Trần. Tuy nhiên phần lớn các sách lại chấp rằng kinh Địa Tạng là do Tam Tạng Sa Môn Thật Xoa Nanda, Xích Xa Nanda, người xứ Vu Điển Khô Tan, khiên dịch vào đời nhà Đường ở Trung Hoa. Vào đời Đường có một quốc gia tên là Vu Điển, nằm khoảng phía trên vùng biên giới của tỉnh Vân Nam ngày nay. Vu Điển là tiếng Phạn, dịch là địa nhũ, nghĩa là đất có sữa chảy ra. Xuất xứ của cái tên này nghe như chuyện thần thoại. Chuyện thần thoại ấy như thế nào? Tên ngày xưa của nước này là gì thì chúng ta không thể nào tra cứu được nữa, chỉ biết tương truyền rằng khi xưa, thuở chưa mang tên Vu Điển, nước này có một ông vua vì chưa có con trai nối dõi, bèn đến một ngôi miếu nọ để cầu tự. Kết quả là có một đứa bé được sinh ra từ trán của tượng thần miếu. Quý vị nghĩ rằng có chuyện đó hay không? Đứa bé nọ không chịu bú sữa, bất kể là sữa mẹ hay sữa bò. Về sau trên mặt đất bỗng xuất hiện một vật hình thù như cái vú và có sữa chảy ra. Đứa bé chỉ chịu bú thứ sữa ấy. Vì thế từ đó quốc gia này có tên là Vu Điển, tức là Địa Nhũ Quốc. Quý vị nghĩ xem đó có phải là thần thoại không? Như vậy, tại nước Địa Nhũ Vu Điển ấy có một vị Tam Tạng Sa Môn tên là Thật Xoa Nanda. Sa Môn là tiếng Phạn và có nghĩa là cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, đồng nghĩa với từ ngữ sa di, cần tu tức là siêng năng cẩn mẫn không biếng nhác. Quý vị chớ cho rằng ngủ nhiều là tốt. Ngủ nhiều thì có thể quý vị cảm thấy khỏe khoắn về thể xác, song đối với pháp thân thì không ích lợi gì cả. Cho nên cần phải siêng năng tu tập giới định huệ, hăng hái dẹp trừ tham sân si. Thật Xoa Nanda là tiếng Phạn, dịch ra Trung Văn là hỷ học. Vị sa môn này không lười biếng, ngài rất hoan hỷ và rất thích học Phật pháp, học chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi cũng như nhiều kinh điển khác, cho nên ngài có tên là Thật Xoa Nanda. Dịch tức là phiên dịch, trong trường hợp này là phiên dịch từ Phạn văn sang Trung Văn. Dịch có nghĩa là hoán đổi. Hoán đổi cái gì? Đó là chiếu theo nguyên bản bằng tiếng Phạn mà chuyển đổi thành tiếng Trung Hoa. Dưới triều đại nhà Chu của Trung Hoa có một chức quan đặc trách về ngôn ngữ của bốn phương. Ở phương Bắc, chức quan này được gọi là dịch, nghĩa là vị quan trông coi việc phiên dịch, cho nên về sau người ta đều gọi phiên dịch là dịch. 6. Giảng giải kinh văn, biệt giải văn nghĩa. Yếu tố thứ 6 là biệt giải văn nghĩa. Biệt là phân biệt, giải là giải thích, văn là kinh văn và nghĩa là ý nghĩa. Vậy đây là phần giải thích ý nghĩa của kinh văn. Đây là phẩm mở đầu của kinh Địa Tạng. Đao lợi là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Tam Thập Tam, tức là chỉ cõi trời 33. Như thế có phải trời Đao lợi nằm ở tầng thứ 33 không? Không phải. Tuy gọi là cõi trời 33, nhưng đó không phải do đếm từ dưới lên trên theo thứ tự, như tầng trời thứ nhất, tầng trời thứ hai, rồi đến tầng trời thứ ba, cho tới tầng trời thứ 33. Vậy thì như thế nào? Cõi trời 33 này vốn nằm chính giữa,
Và ở bốn phía đông tây nam bắc của cõi trời này thì mỗi phía lại có 8 cõi trời. Do đó tổng cộng có 32 cõi trời phân bố chung quanh cõi trời 33. Thiên chủ của cõi trời 33 là Đế Thích. Trong kinh A Di Đà có nói đến Thích Đề Hoàn Nhân, tức là vị Đế Thích này vậy. Ngoài ra trong chú Lăng Nghiêm có câu Nam Mô Nhân Đà La Gia, thì Nhân Đà La Gia cũng chính là Thiên chủ Đế Thích. Ở cõi trời thì Đế Thích là một vị thiên chủ, còn trong Phật giáo thì Ngài là một vị hộ pháp. Ngài chẳng những không được làm chủ mà ngay cả tòa sen để ngồi cũng không có nữa. Ngài chỉ đứng ở ngưỡng cửa mà thôi. Thiên chủ Đế Thích cũng chính là đấng thượng đế vạn năng mà người đời thường xưng tụng. Đúng vậy, Đế Thích quả là một đấng vạn năng. Ngài cai quản tất cả mọi việc ở cõi trời cũng như ở cõi người. Tuy nhiên giữa Ngài và người thế gian chúng ta chẳng có gì khác biệt lắm. Vì sao? Vì Ngài vẫn còn tâm dâm dục và vẫn cần ăn uống ngủ nghỉ. Có khác chăng là ba thứ dục vọng ấy ở Ngài thì nhẹ và tinh tế chứ không nặng nề và thô thiển như ở phàm phu chúng ta. Người thế gian chúng ta chỉ không ăn không uống vài bữa là chịu không nổi, vài ngày không dâm dục là cảm thấy khó chịu, vài hôm không ngủ nghỉ là thấy uể oải bạc nhược. Còn trời Đế Thích thì 100 ngày không ăn cũng được, thậm chí 200 ngày, 300 ngày hoặc một năm mới ăn một lần cũng chẳng sao. Suốt năm không ngủ cũng vẫn tỉnh táo như thường và quanh năm không dâm dục cũng chẳng lấy làm phiền. Tuy nhiên Ngài vẫn chưa đoạn trừ được dục vọng. Tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Đao Lợi là 1.000 năm. 100 năm của cõi nhân gian chúng ta chỉ là một ngày một đêm ở cõi trời Đao Lợi. Vậy quý vị thử tính xem so với người thế gian chúng ta thì thọ mạng của chư thiên lâu hơn được bao nhiêu năm. Cõi trời Đao Lợi rộng 8 vạn do tuần, tất cả tường vách của thành trì nơi đây đều được làm bằng 7 thứ báu. Thành trì của thiên chủ Đao Lợi Thiên là Thiện Kiến Thành rộng 6 vạn do tuần và tất cả cung điện đều được xây bằng những vật liệu quý báu nhất. Đây cũng là lý do khiến Thiên chủ Đế Thích sau khi được sanh về đó rồi thì chỉ muốn ở lại làm chúa trời chứ không muốn dọn nhà đi nơi khác. Mọi thứ xung quanh Đế Thích toàn làm bằng châu báu, ngay cả nhà cửa, phòng ốc cũng được kiến tạo bằng những vật liệu vô cùng quý giá. Vì được sống ở một nơi đẹp đẽ với những cung điện tráng lệ như thế nên Đế Thích khó thể dứt bỏ dục tâm. Ngài lấy làm thỏa mãn, an nhiên hưởng thụ phước trời và cho rằng đó là nơi vui sướng nhất. Chẳng những thế, Ngài còn kêu gọi tất cả chúng sanh hãy sanh về thiên quốc, thế giới của Ngài. Đối với Ngài, cõi trời Đao Lợi là một thế giới đầy vui thú. Do đó ai thích thì cứ đến ở, Ngài sẵn lòng hoan nghênh tất cả. Ngài cho rằng Ngài rất khẳng khái rộng lượng vì lúc nào cũng hoan hỉ nghênh đón mọi người đến ở và cùng an hưởng phước lạc của cõi trời với Ngài. Song lè Ngài không biết rằng sở dĩ bản thân mình chưa thoát khỏi vòng sanh tử là bởi mình còn tham đắm dục lạc. Vì sao Ngài được làm thiên chủ? Có phải là trước tiên thì làm địa chủ chúa đất, rồi sau đó được thăng chức làm thiên chủ chúa trời? Ở Quảng Châu, Trung Hoa hầu như nhà nào cũng có thờ địa chủ cả. Hay là phải từ địa vị địa chủ rồi lên nhân chủ, chúa nhân gian, sau đó từ nhân chủ mà thăng lên làm thiên chủ? Không phải, thế thì nhờ đâu mà Ngài được làm thiên chủ? Vào thời Đức Phật Ca Diếp, vị chúa trời Đế Thích này là một người con gái từng phát tâm xây cất ngôi tháp thờ Phật Thích, Phật Ca Diếp. Do nhân duyên gì mà cô ta phát tâm như thế? Thuở ấy nhận thấy một ngôi miếu đổ nát mất nóc và trong miếu có pho tượng Phật đã bị mưa gió làm loang lổ lớp vàng thép trên mặt. Cô cảm thấy rất đau lòng. Cha ôi, tượng Phật này đã bị nhện răng bụi bám, bây giờ lại còn phải chịu cảnh gió táp mưa sa, tôi thật không đành lòng. Thế là cô ta phát tâm sửa sang ngôi miếu cổ ấy lại cho trang nghiêm. Tuy nhiên vì không có tiền, cô ta bèn tìm đến bạn bè và những người thân thuộc, nói với họ rằng tôi muốn xây dựng lại ngôi cổ miếu nọ, nhưng không có tiền, chẳng hay quý vị có thể giúp tôi một tay không? Quý vị ai có người thân thì kêu gọi người thân, ai có bạn bè thì kêu gọi bạn bè. Chúng ta hãy hợp lực để làm một việc từ thiện, cùng nhau trùng tu ngôi cổ miếu này. Bạn bè và bà con quyến thuộc của cô gái này đều hăng hái hưởng ứng. Được, tất cả chúng ta hãy hợp tác để trùng tu ngôi cổ miếu. Cô ta tìm được 32 người có cùng một tâm nguyện với mình và có lẽ tất cả đều là nữ giới. Điều này không thể kiểm chứng qua lịch sử, cũng chẳng thể tra cứu ở đâu được. Cho dù có phái nam tham gia thì con số cũng rất ít. Vì sao ư? Vì nam giới thường tự cho là mình tài giỏi, không thích việc xây chùa dựng tháp, lại còn bảo rằng họ nhường công việc đó cho phái nữ. Sau khi cô gái khởi xướng và 32 người nữ ấy hoàn tất việc trùng tu ngôi cổ miếu, họ còn cùng nhau cất thêm một bảo tháp nữa.
Họ cứ kẻ góp công người góp của, ai nấy đều tùy theo khả năng của mình mà góp phần. Nhờ đó việc xây dựng ngôi bảo tháp cũng được thành tựu viên mãn. Đến khi thọ mạng của 33 người này đã hết, tất cả đều được sanh lên cõi trời. Lên trời thì mỗi người một cõi, cho nên 33 người thì có 33 cõi trời. Vị thiên chủ của cõi trời trung ương 33 Đào Lợi Thiên là Đế Thích, tức là cô gái khởi xướng việc trùng tu ngôi cổ miếu thuở trước, đó là sự tích của cung trời Đào Lợi. Trời có nghĩa là gì? Không có nghĩa gì cả, bởi nếu có nghĩa thì đã không gọi là trời. Vì sao không có nghĩa? Trời lấy tự nhiên làm nghĩa, tự nhiên là ý nghĩa của trời. Những cõi trời này là do nghiệp báo, nghiệp lực của 33 người ấy cảm ứng mà hóa hiện ra. Nếu không có 33 người ấy thì 33 cõi trời này cũng chẳng hiện hữu. Cho nên tôi nói trời không có ý nghĩa là vì vậy. Ước vọng được lên cõi trời là một điều không có ý nghĩa. Do đó chúng ta không nên cầu mong được đến 33 cõi trời ấy. Cung tức là cung điện, với lối kiến trúc nguy nga tráng lệ vô cùng xinh đẹp. Tại Trung Hoa cũng có một vài cung điện, song cung điện ở cõi trời thì tráng lệ và đẹp đẽ hơn, lộng lẫy, không thể nói hết. Thần thông, thế nào gọi là thần, thế nào gọi là thông? Thần là thiên tâm, là tâm của trời, thông là huệ tánh, tức là có trí huệ, thông còn là thông đạt, vô ngại, chẳng có gì không thông suốt, và thần cũng hàm ý, thần kỳ, bí ẩn. Thần thông có 6 loại, 6 loại cũng là một loại mà phân làm 6 loại, cho nên tách riêng ra thì có tới 6 loại, song hợp lại thì chỉ là một. Thật ra một loại cũng chẳng có nữa, bởi xưa nay vốn không có thần thông mà vốn cũng có thần thông. Vì sao nói vốn không có thần thông? Vì sao lại nói vốn cũng có thần thông? Điều này rất kỳ diệu, lý thú. Bây giờ chúng ta hãy nói về 6 loại thần thông trước, rồi sau đó sẽ bàn đến vốn là thần thông, vốn không phải là thần thông. Vốn là một loại thần thông, vốn là một loại thần thông cũng chẳng có. 6 loại thần thông chính là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông và thần túc thông. 1. Thiên nhãn thông. Người chứng được thiên nhãn thông có thể nhìn thấy khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, rõ ràng như nhìn quả Amala trong lòng bàn tay vậy. Trong hàng đệ tử của Phật, tôn giả Ana Luật là bậc đứng đầu về thiên nhãn thông. 2. Thiên nhĩ thông. Chứng được thiên nhĩ thông thì có thể nghe được mọi âm thanh từ cõi nhân gian cho đến tận 3.000 đại thiên thế giới, luôn cả các âm thanh của cõi trời. 3. Tha tâm thông. Đây là khả năng đọc được ý nghĩ của người khác, tất cả những việc mà quý vị dự tính trong đầu định sẽ thực hiện, thì cho dù quý vị chưa hề thổ lộ với ai cả, nhưng người đã chứng đắc tha tâm thông vẫn có thể biết rõ. 4. Túc mạng thông. Người chứng đắc túc mạng thông có khả năng biết được tất cả những việc thiện cũng như ác mà quý vị đã tạo tác trong các đời trước. 5. Thần cảnh thông, cũng gọi là thần túc thông hoặc như ý thông. Chữ thần này đồng nghĩa với chữ thần vừa giảng ở trên và cũng chỉ cho một cảnh giới kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Ý nghĩa của chữ thần và chữ diệu có đôi chút tương đồng, cho nên có lúc nói thần diệu khôn lường chính là ám chỉ một thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cảnh là cảnh giới, còn thông là thông đạt vô ngại, vốn không thông mà lại thông. Thí dụ bức tường chắn ngang tuy có gây trở ngại, nhưng nếu quý vị khoét một lỗ hổng thì sẽ được thông lưu. Tương tự như thế, bức tường vô minh gây chướng ngại, ngăn che ánh sáng quang minh của tự tánh trong chúng ta. Song nếu quý vị có thể dùng gươm trí huệ của mình để phá vỡ bức tường đó, thì sẽ được thông suốt ngay. 6. Lậu tận thông. Chúng ta vì sao chưa thành Phật? Bởi vì chúng ta vẫn còn lậu hoặc. Chúng ta vì sao chưa thể làm Bồ Tát? Bởi vì lậu hoặc vẫn tồn tại trong chúng ta. Chính vì lậu hoặc mà chúng ta phải trầm luân trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chẳng những thế, các lậu hoặc này còn khiến cho chúng ta bị lưu lạc, nổi trôi trong chín pháp giới. Chín pháp giới là gì? Đó là chín cõi giới của Bồ Tát Thanh Văn, Duyên Giác, Thiên, Trời, Nhân, Người, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh. Chúng sinh trong chín pháp giới này chưa thể thành Phật được là vì họ còn có lậu hoặc. Nếu không còn lậu hoặc nữa thì nhất định sẽ thành Phật. Lậu hoặc này do đâu mà có? Chính là do vô minh, cho nên hễ diệt trừ được vô minh thì lậu hoặc sẽ không còn nữa. Nếu vô minh chưa bị phá hủy thì lậu hoặc vẫn còn tồn tại. Do vậy, người chứng được lậu tận thông chẳng có bao nhiêu. Một khi không còn lậu hoặc thì quý vị sẽ không còn phải trôi lăn trong vòng sanh tử nữa. Tại sao chúng ta vẫn còn luẩn quẩn trong vòng sanh tử? Đó là vì chúng ta có lậu hoặc. Người có lậu hoặc ví như cái bình bị lủng vậy. Quý vị muốn đổ nước cho đầy bình nhưng nước cứ rỉ ra ngoài theo chỗ lủng
bình không thể giữ được nước, cho nên rất sạch mọi mối lậu, tức là được lậu tận thông vậy. Nói rằng con người vốn không có thần thông là ám chỉ lúc chúng ta còn là phàm phu chưa hiện thần thông, lại nói rằng con người xưa nay vốn có thần thông, bởi ý cứ vào quả vị của bậc thánh nhân mà nói thì thần thông vốn đã có sẵn, hạng phàm phu thì không có thần thông, bậc thánh nhân mới có thần thông. Thần thông của thánh nhân phải chăng là đến từ bên ngoài? Không, đó là có sẵn. Thế thì phàm phu không có thần thông, phải chăng là vì họ đã đánh mất? Cũng không phải, bởi thần thông ấy vẫn tiềm tàng trong tự tánh của phàm phu, chẳng qua là họ chưa phát hiện ra, chưa nhận thức được nên tưởng rằng mình không có mà thôi. Cho nên tôi nói vốn không có thần thông là vì lẽ ấy. Có thần thông hay không có thần thông đều chẳng quan trọng. Quý vị chớ lầm tưởng rằng có thần thông tức là đắc đạo hoặc chứng được quả vị. Phải biết rằng có được thần thông rồi vẫn còn ở cách sự chứng quả và đắc đạo rất xa. Chúng ta không nên mới đạt được đôi chút thành tựu liền tự mãn. Phép này tôi phát tài rồi, mới có được một lượng vàng mà đã reo mừng rối rít cho là mình phát tài. Trong khi người ta có tới hàng ngàn hàng vạn lượng vàng thì lại không hề khoe khoang, vẫn bình thản như không có gì cả vậy. So với người ta thì việc mình có được một lượng vàng có gì là to tát đâu. Có câu đắc thiểu vi túc, trung đạo tự hoạch, được ít cho là đủ, nửa đường tự ngừng. Những kẻ chỉ mới gặt hái được một vài thành quả nhỏ nhoi mà ngỡ là nhiều lắm thì chẳng khác nào tự vẽ sẵn mức đường giới hạn cho mình ở nửa đường, đến mức đó thì ngừng lại không lướt tới nữa. Đó là cảnh giới của hàng nhị thừa chứ không phải là căn tánh Bồ Tát của đại thừa. Cho nên đừng nghĩ rằng có thần thông là tài giỏi. Nếu quý vị có thần thông rồi tự phụ cho rằng mình tài giỏi hơn người thì quý vị còn quá nông nổi, bởi như thế là quý vị vẫn còn tầm chấp trước, còn lòng tự mãn. Kinh văn: Tôi nghe như vậy, một thuở nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Lược giảng: Tôi nghe như vậy, hiện tại năm 1968, chúng ta khai đàn giảng Kinh Kim Cang, Kinh Địa Tạng và Kinh Pháp Hoa trong cùng một thời điểm, cho nên bốn chữ tôi nghe như vậy sẽ được giảng đi giảng lại đến 3 lần. Như vậy hay như thị vốn là từ chỉ pháp, ngụ ý rằng pháp như vậy thì tin được, còn pháp không như vậy thì không đáng tin. Hiện tại pháp này gọi là pháp như thị, đây là thứ pháp đáng tin cậy. Như thị cũng là từ ấn khả, khẳng định rằng pháp đích thực là như vậy, tuyệt đối không được sửa đổi. Tôi nghe như vậy chính là đáp án của Đức Phật cho một trong bốn vấn đề mà Tôn giả A Nan đã thỉnh vấn trước khi Phật nhập Niết Bàn. Lúc bấy giờ sau khi hay tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan khóc đến nỗi đầu váng mắt hoa, tâm trí bấn loạn, quên bẵng hết mọi việc. Trong khi đó, Tôn giả A Na Luật nhục nhãn tuy không còn song thiền nhãn rất sáng tỏ thì lại hết sức trầm tĩnh. Ngài căn dặn Tôn giả A Nan phải thỉnh vấn Phật về bốn việc. Thứ nhất, khi kết tập kinh điển, mở đầu kinh văn nên dùng chữ gì làm tiêu biểu cho tất cả kinh tạng? Thứ hai, khi Phật còn tại thế thì các đệ tử đều an trú cùng một nơi với Phật, vậy sau khi Phật nhập Niết Bàn thì họ phải sống với ai? Thứ ba, khi Phật còn trụ thế thì Phật là thầy, vậy sau khi Phật nhập Niết Bàn thì nên tôn ai làm thầy? Thứ tư, nên đối phó như thế nào với các tỳ kheo có tánh tình xấu ác? Khi ấy Đức Phật trả lời rằng, thứ nhất, khi kết tập kinh tạng, hãy dùng bốn chữ tôi nghe như vậy, như thị ngã văn, để mở đầu cho tất cả các bộ kinh. Thứ hai, hãy nương theo tứ niệm xứ mà an trú. Tứ niệm xứ chính là thân, thọ, tâm và pháp, quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thứ ba, khi Phật còn tại thế thì Đức Phật là thầy, Phật nhập Niết Bàn rồi thì lấy Ba La Đề Mộc Xoa giới làm thầy. Đây là thầy của tất cả tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thứ tư, hãy dùng phương pháp mặc tẫn để đối phó với các tỳ kheo tánh ác. Mặc nghĩa là làm thinh, không nói chuyện với họ, còn tẫn là làm lơ, không để ý đến họ nữa. Câu tôi nghe như vậy được dùng nhằm xóa tan mọi nghi vấn trong lòng đại chúng. Lúc đại hội kết tập kinh tạng khai mạc, Tôn giả A Nan không được mời tham dự. Sau đó, khi đã chứng được tứ quả A La Hán, vì không có ai mở cửa cho vào, Tôn giả A Nan bèn đi xuyên qua cửa và tiến vào hội trường để tham gia đại hội kết tập kinh tạng. Những người tham dự cuộc kết tập kinh tạng tuy đã chứng quả nhưng trí nhớ của họ đều không bằng Tôn giả A Nan. Ngài A Nan là đại quyền thị hiện, dấu thật hiện quyền, thị hiện thiện xảo phương tiện. Tôn giả A Nan đã từng làm thị giả cho tất cả chư Phật xuất thế trong quá khứ, được thân cận hết thảy chư Phật. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, Tôn giả A Nan cũng xuất thế để làm thị giả cho Phật.
Và vị thị giả ấy chính là người được chuẩn bị cho công cuộc kết tập kinh tạng sau này. Đương thời tôn giả A Nan vừa bước lên pháp tòa, trong đại chúng lập tức dấy khởi ba mối nghi ngờ. Thứ nhất, họ nghi đó là Phật Thích Ca Mâu Ni sống lại, ngờ rằng Phật chưa nhập Niết Bàn. Vì khi tôn giả A Nan lên pháp tòa sư tử để kết tập kinh tạng, ngài thị hiện tướng hảo trang nghiêm, tướng mạo giống hệt Đức Phật, chỉ thấp thua Phật ba lóng tay mà thôi, cho nên đại chúng mới ngờ rằng đó là Phật Thích Ca Mâu Ni sống lại. Thứ hai, hoài nghi đó là Đức Phật từ phương khác đến. Thứ ba, hoài nghi tôn giả A Nan đã chứng quả thành Phật. Tuy nhiên khi tôn giả A Nan vừa thốt ra bốn tiếng tôi nghe như vậy, thì ba nỗi hoài nghi ấy liền tan biến, không còn vướng mắc trong tâm trí mọi người nữa. Câu tôi nghe như vậy được dùng bởi bốn nguyên do: một, dứt trừ mọi nghi ngờ, đoạn chúng nghi; hai, tuân theo lời dặn dò của Đức Phật, tuân Phật chúc; ba, chấm dứt mọi tranh cãi, tức tranh luận. Khi kết tập kinh tạng, ngài A Nan tuổi vẫn còn trẻ. Một người trẻ tuổi mà đứng ra chủ trì việc kết tập kinh tạng thì e rằng những bậc trưởng lão như tôn giả Ca Diếp, Kiều Trấn Như, Tu Bồ Đề sẽ nói: ông còn trẻ người non dạ như thế thì đã có kinh nghiệm kiến thức gì đâu mà đòi kết tập kinh điển. Nếu ngài A Nan nói kinh điển là do chính ngài tự viết ra thì sẽ không tránh khỏi sự tranh luận. Những điều ông nói hoàn toàn không đúng, Đức Phật không hề nói như vậy. Nhưng khi ngài A Nan tuyên bố tôi nghe như vậy thì mọi người đều không tranh cãi. Vì sao? Vì bốn chữ ấy ngụ ý rằng tất cả những gì ngài A Nan sắp sửa nói ra chỉ là tuyên thuyết lại những điều mà chính ngài đã được nghe từ kim khẩu của Đức Phật, chứ hoàn toàn không phải do ngài bịa đặt. Nhờ thế mà chấm dứt mọi tranh luận. Bốn, để khác biệt với ngoại đạo, dị ngoại đạo. Lý thuyết mà các luận sư ngoại đạo thường dùng là tất cả vạn pháp của thế gian đều không ngoài hai chữ hữu, có, vô, không. Nếu nói có tức là vạn pháp đều hiện hữu, còn nói không tức là vạn pháp đều không hiện hữu. Bởi họ cho rằng hết thảy các pháp đều nằm trọn trong một chữ có và một chữ không, nên kinh điển ngoại đạo dùng hai chữ A hạ làm mở đầu cho văn kinh. A có nghĩa là không và hạ nghĩa là có. Do đó nhằm phân biệt với ngoại đạo, Đức Phật dạy phải dùng bốn chữ tôi nghe như vậy để mở đầu cho văn kinh, ý nói rằng chính tôi A Nan từng được nghe Phật nói pháp như thế này. Phàm kinh điển do Phật thuyết đều hội đủ 6 điểm để thành tựu cho toàn kinh, gọi là 6 loại thành tựu, lục chủng thành tựu. 1. Tin cậy, tín, như vậy biểu thị tín thành tựu. 2. Nghe, văn, tôi nghe biểu thị văn thành tựu. Vì sao không nói tai nghe mà lại nói là tôi nghe? Vì tôi là từ tổng xưng cho một thân thể, cho nên dùng tôi để tiêu biểu cho cả 6 căn. 3. Thời điểm, thời, một thuở nọ, nhất thời biểu thị thời thành tựu. Tại sao không nói rõ là Phật thuyết pháp vào ngày nào, tháng nào, năm nào mà chỉ nói chung chung là một thuở nọ? Bởi vì quốc tế lịch số không đồng nhất, có khi nơi này là tháng Chạp thì nơi khác lại đang là tháng 2, ở nước nọ là tháng Giêng thì ở nước kia lại là tháng 3 hoặc tháng 4. Cho nên trong kinh điển của Phật chỉ nói là một thuở nọ mà thôi. Có một thời điểm như thế này thì đây là thời thành tựu. 4. Chủ, Đức Phật biểu thị chủ thành tựu. Phật thì tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Bởi tam giác viên mãn, vạn đức đủ đầy nên gọi là Phật. Đức Phật này chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ cõi Ta Bà. Thật ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật từ vô lượng kiếp về trước, nhưng vì nhận thấy chúng sanh ở cõi Ta Bà, Nam Thiệm Bộ Châu cơ duyên đã thành thục, cho nên ngài đến thị hiện thành Phật, hầu khiến tất cả chúng sanh cũng đều thành Phật thoát khỏi sanh tử. Giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng đều là chân thật không hư dối. Tất cả chúng sanh, chúng ta cần phải trân trọng thọ lãnh. Nếu chúng ta xem những lời giáo huấn của Đức Phật như gió thoảng qua tai, vào tai này rồi ra tai kia, ắt sẽ không được chút lợi ích nào cả. Do đó chúng ta cần phải thực sự áp dụng, chân chánh, thực hành đúng theo giáo pháp, không được có một mảy may hư dối, dù nhỏ như đường tơ kẽ tóc, nhất định phải hoàn toàn chân thật. 5. Nơi chốn, xứ, cùng trời Đao Lợi, biểu thị xứ thành tựu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên cõi trời Đao Lợi là để độ thần mẫu. Sau khi Phật ra đời được 7 ngày thì thân mẫu của Phật là Maja phu nhân qua đời, và sau đó được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Maja, Maya là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đại thuật, và cũng là huyễn. Thánh mẫu Maja từng là mẹ của ngàn Đức Phật trong thời quá khứ, là đấng sanh thành của tất cả chư Phật xuất thế. Thánh mẫu là mẹ của Đức Phật, đến khi Đức Phật thành Phật lại đi thuyết pháp để độ thánh mẫu. Đây có thể ví như một vở tuồng ở nhân gian chúng ta vậy. Thế gian này nếu quý vị hiểu rõ thì sẽ thấy tất cả đều giống như một vở kịch, mà các tình tiết, các màn diễn trong đó đều nói lên chân đế của cuộc đời,
một thứ chân lý của nhân sinh. Nếu thấu suốt được một chân lý này, thì quý vị cũng sẽ thông hiểu được chân lý kia. Cho nên những kẻ không hiểu mà xem kịch thì chỉ thấy các tình tiết diễn tiến cùng những cảm xúc vui buồn tan hợp, hoặc vui mừng, đau đớn, xót xa, sợ sệt, yêu thương, ganh ghét, thù hận, mong cầu của vở kịch. Còn người sáng suốt từng trải thì sao? Họ biết rằng đó chỉ là một vở kịch và tất cả vốn như huyễn như hóa. Đời người chẳng qua là như thế mà thôi. Trong kịch Kim Cang có dạy, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt nước, như sương mai điện chớp, nên quán tưởng như vậy. Thế nên việc giáo hóa chúng sanh đối với Phật cũng là du hí tam muội. Phật không xem đó là điều đáng kể. Phật không như phàm phu chúng ta, chấp đông chấp tây, chấp nam chấp bắc, chấp trên chấp dưới, không thấy được tất cả đều là viên dung vô ngại. Kỳ thực mọi cảnh giới chẳng qua đều là giả dối không thật. Nếu quý vị không có được cái nhìn như vậy, tức là còn chấp trước. 6. Chúng. Vì thánh mẫu mà thuyết pháp biểu thị chúng thành tựu, Phật mẫu mà ra phu nhân là mẹ của cả ngàn đức Phật. Và mỗi đức Phật sau khi thành Phật đều lên cõi trời đao lợi thuyết pháp cho mẫu thân nghe. Phật thuyết pháp cần phải có Luân Vương, tức chuyển Luân Thánh Vương hoặc Đế Thích đến thỉnh pháp. Thế thì lần này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên cõi trời đao lợi thuyết pháp là do ai cung thỉnh? Đó là do thân phụ của Phật cung thỉnh. Thân phụ của Phật tức Luân Vương nói với Phật rằng: "Xin Phật hãy đến cõi trời đao lợi thuyết pháp để cứu độ Phật mẫu." Đây là Luân Vương thỉnh cầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp. Cũng có sách chép là do Đế Thích, thiên chủ cõi trời đao lợi thỉnh pháp. Ngài vốn là cô gái nghèo tu sửa tháp miếu thuở xưa, và nhờ công đức ấy mà được làm thiên chủ Đế Thích. Nhân biết được thân mẫu của Đức Phật cũng ở cõi trời đao lợi, Đế Thích bèn thỉnh Phật đến đó thuyết pháp. Có sách thì chép như vậy, song bất luận thế nào, nói tóm lại là Phật thuyết pháp thì phải có người thỉnh pháp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp gì cho Phật mẫu nghe? Phật thuyết kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, một giáo pháp về hiếu đạo. Chúng ta ai ai cũng phải hiếu thảo với cha mẹ. Vì sao? Vì cha mẹ là gốc rễ của con người. Chúng ta hiếu thảo với cha mẹ thì cũng giống như tự chăm bón vun bồi cái gốc của chính mình vậy. Cho nên kẻ bất hiếu thì tương lai chắc chắn chẳng có triển vọng gì. Người biết hiếu thảo với cha mẹ, tức là biết chăm sóc bồi đắp gốc rễ của mình cho vững chắc, thì tiền đồ nhất định sẽ huy hoàng sáng lạn. Có câu: bồn cố chi vinh, căn thâm diệp mậu, gốc vững cành nhiều, rễ sâu lá tốt. Nghĩa là cái gốc mà được vun phân tưới nước, chăm sóc kỹ lưỡng thì cây sẽ đâm chồi nảy lộc, dễ mà bám sâu vào đất thì cành lá sẽ sum suê tươi tốt. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì mẹ mà tuyên thuyết giáo pháp về hiếu đạo này. Và phần tiếp theo sau là các đạo lý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng cho thánh mẫu nghe.